cái xác cũng được mà. Vi Dung nói nghe nè, tâm sự chút xíu thôi. Tất cả mọi người hỏi tại sao mà Vi Dung không có lấy chồng. Mà Vi Dung cũng đẹp, cũng đẹp thôi nha, chứ không phải em đẹp quá mà. Cũng đẹp thôi, không phải em bé đâu à. Cũng có nhiều người thương lắm á. Nhưng mà tại vì nghĩ là mình đã là mẹ của tất cả các con rồi thì tự nhiên mình có một người đàn ông bên cạnh nữa thì mình làm khổ thêm một người nữa. Không lẽ bắt người chồng đó phải nuôi những đứa con mồ côi của mình hay sao? Thì mình làm vợ thì bình thường người vợ Việt Nam của mình là theo cái riêng của Phi Nhung nghĩ á, là nếu mà làm vợ của người ta thì mình phải có bổn phận lo cho chồng, lo cho con, chứ không phải là lo cho xã hội. Thật sự nếu mà có một người vợ lúc nào cũng lo cho xã hội rồi cái gì cũng để cho chồng, đó là một cái không đúng. Nên Phi Nhung vì xã hội, vì các con và cũng như là vì khán giả ở đây và vì các fan của Phi Nhung khắp nơi, khán giả khắp nơi, nên Phi Nhung nghĩ là các con và khán giả đó là một cái niềm vui, một cái niềm hạnh phúc cho Phi Nhung. Còn đối với một người chồng của Phi Nhung, thật sự Phi Nhung cũng rất có muốn yêu chứ không phải là không. Nhưng mà tại vì mình nghĩ tới cái điểm đó nên mình phải đè nén mà mình phải nâng, mình phải chỉnh đốn lại trái tim của mình. Không được yêu, không được nhìn con trai. Mặc dù con trai nó rất là đẹp. Chỉ có nhìn là nhìn lén lén xíu thôi. Nó dở với quý vị, đó là cái ý nghĩa của Phi Nhung như vậy. Nên Phi Nhung nghĩ là Phi Nhung ở như vậy cho tới khi các con lớn. Và Phi Nhung cũng theo theo quan tâm trí hay là theo một vị sư nào đó, Phi Nhung sẽ đi theo để nghe giảng kinh. Đó là cuộc đời của Phi Nhung về sau. Đó là nói cho quý vị nghe như vậy. Anh